Tử vi tuổi Dần tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic và khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của các gia chủ tuổi Dần. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những người tuổi Dần trong tháng 2 năm Tân Sửu 2021 và cách hóa giải vận hạn dưới sự tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hạnh Thìn, phá Ngọ, tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dần. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Dần sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đặc biệt, đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 và Mậu Dần sinh năm 1998. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, tức ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986 và mệnh chủ Canh Dần sinh năm 1950. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 2 năm 2021, tức ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân. Đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và Bính Dần sinh năm 1986. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân,
tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 2 năm 2021, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tổng quan tử vi tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp, công việc của người tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch không tiến triển như mong muốn. Đây là một tháng đầy khó khăn đối với bạn. Tưởng rằng thời điểm này bạn gặt hái được thành quả sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Bạn cần tập trung vào công việc, tránh để sơ hở kéo tiểu nhân hãm hại, ngấm ngầm giở trò khiến bạn gặp phải rắc rối. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bạn cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng bao công sức, bao cố gắng. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh phân tích xem mình đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Dần trong tháng 2 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hành thông. Đồng thời kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành thông. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tình hình công việc không được tốt, nên trong tháng này, tài lộc của người tuổi Dần rất ảm đạm, tiền làm ra không đủ chi tiêu. Trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu, bạn cần quản lý chặt chẽ số tiền của mình đang có, tránh đưa ra những quyết định vội vàng dẫn tới tiền mất, tật mang, hối tiếc sau này. Thời điểm này, bạn cũng sẽ mất một khoản tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Cần chú ý chi tiêu hợp lý, không nên lãng phí và những vấn đề không cần thiết. Đừng chạy theo phù phiếm, xa hoa. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, căn cứ vào thực tế, chớ đôi đòi theo người khác, viển vông mơ mộng, tự gây áp lực cho mình. Vậy nên bước sang tháng 2 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hành thông. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của người tuổi Dần trong tháng này cũng khá ảm đạm, thậm chí cục diện tương phá còn cảnh báo trước những đổ vỡ nếu bạn không chú ý đến cách cư xử của mình. Những người đã có gia đình, hai bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn, xung đột liên tục. Tính tình bạn nóng nảy sẽ khiến chuyện bé xé ra to, căng thẳng cực độ. Dù có bực tức thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên kiềm chế sự giận dữ, chú ý đến ngôn từ. Hãy dành cho đôi bên khoảng thời gian cần thiết để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thảo luận vấn đề. Hơn nữa, mối quan hệ giữa bạn và con cái cũng không được tốt, khoảng cách và suy nghĩ của các thế hệ không giống nhau. Việc bạn cần làm là lắng nghe mong muốn của con cái,
chứ không phải áp đặt suy nghĩ của mình bắt con phải thực hiện theo. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Những gia chủ tuổi Dần sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 2 này, nhưng bạn cần tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Khuyên người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Năm Tân Sửu, năm âm ngũ hành, bích thực thổ. Thủ kim tương sinh khiến cho kim khí quá vượng địa. Trong năm nay, mệnh chủ sẽ cần chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận và chú ý cẩn thận để tránh những tai nạn liên quan tới xương cốt. Ngoài ra, tân âm kim gặp nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ hai, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tân âm kim gặp Giáp Dương Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, tuổi Giáp Dần cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi, từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, về mặt sức khỏe thì bản mệnh nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Bản mệnh cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 2 âm lịch. Bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh, thêm phần hanh thông và rộng mở. Thứ ba, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Năm Tân Sửu, năm âm ngũ hành, bích thượng thổ, hỏa, thổ, tương sinh, khiến cho thổ khí quá vượng. Vậy nên, gia chủ sẽ dễ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Ngoài ra, tân âm kim gặp Bính Dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ tuổi Bính Dần cần mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp tinh thần sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Ngoài ra, vật phẩm có giúp kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, Mậu Dần, sinh năm 1998. Mậu Dương Thổ gặp tân âm kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Mậu Dần trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Ngoài ra, tháng này rất có lợi cho công việc học tập của gia chủ.
mọi mưu sự toan tính đều có thể thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch, công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì gia chủ Mậu Dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dần. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Dần trong tháng 2 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.